vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Không thể bẻ cong lịch sử, phủ mờ chân lý. Quý vị và các bạn thân mến, cứ vào dịp tháng 4, các thế lực thù địch, lực lượng phản động sống lưu vong ở hải ngoại lại tung ra những luận điệu sai lệch, xuyên tạc về ngày 30 tháng 4 năm 1975. Trên một số diễn đàn, mạng xã hội, họ ngụy biện cuộc chiến tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc của toàn dân ta là cuộc nội chiến, huynh đệ tương tàn, nồi ra nấu thịt. Gọi ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày quốc hận và tháng 4 năm 1975 là ngày tháng 4 đen, tháng 4 buồn. Một số đối tượng phản động lưu vong cố tình dựng lên màn kịch theo kiểu khóc thê lương như sau. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam đi vào khúc quanh lịch sử đau thương, một miền Nam bị bức tử, những giọt lệ chia ly từ đây. Vu cáo đảng, nhà nước phân biệt đối xử với người theo chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Một số hãng truyền thông hải ngoại thiếu thiện chí với Việt Nam như BBC, Đài Á Châu Tự Do, AFA, VOA, Tiếng Việt tổ chức các bài phỏng vấn đối thoại với những thành phần chống đối, cung cấp thông tin sai trái, xuyên tạc để hướng lái dư luận, đánh cháo bản chất chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Họ ca ngợi chế độ dân chủ, tự do và kinh tế phát triển dưới thời chính quyền Sài Gòn, đòi vinh danh chế độ Việt Nam Cộng Hòa, thậm chí đòi chia đôi lại đất nước giống như trước năm 1975. Một số mạng xã hội của những phần tử chống đối ở nước ngoài còn đưa ra yêu sách. Nhà nước Việt Nam nên bỏ các tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng 30 tháng 4, ngụy biện rằng bỏ ngày kỷ niệm chiến thắng 30 tháng 4 mới thúc đẩy hòa hợp dân tộc. Âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch không mới, các nội dung bài viết được cắt ghép, chỉnh sửa từ những năm trước, nay thay tiêu đề giật gân để tung lên các diễn đàn mạng xã hội. Mục đích nhằm xuyên tạc tính chất, tầm vóc, ý nghĩa và giá trị cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Chối bỏ sự thật để hạ bệ uy tín của Đảng, đánh cháo bản chất cuộc chiến tranh chính nghĩa để phủ mờ những cống hiến, hy sinh của lực lượng vũ trang và nhân dân. Từ đó xuyên tạc tính chính danh, tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh vệ quốc, đòi từ bỏ lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà nhân dân Việt Nam đã lựa chọn và kiên trì xây dựng. Bác bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chia rẽ Đảng với nhân dân, kích động hận thù, ly khai, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân, giảm ý chí quyết tâm, đóng góp xây dựng đất nước của nhân dân, trong đó có đồng bào ta sống xa tổ quốc, cố tình phủ nhận chính sách và nỗ lực hòa hợp dân tộc của Đảng và nhà nước ta. Đối tượng mà các thế lực thù địch hướng đến là những người sinh ra sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, đặc biệt là thế hệ thanh niên, người Việt Nam trẻ tuổi trong nước và học sinh, sinh viên, người lao động ở nước ngoài, kiều bào, người ít thông tin, có trình độ dân trí thấp, vốn không phải trải qua những năm tháng chiến tranh đau thương, mất mát để có thể thấu hiểu ý nghĩa của độc lập, thống nhất, hòa bình. Ngược dòng lịch sử, Hiệp định Paris quy định quân đội Mỹ và quân các nước đồng minh của Mỹ phải rút khỏi miền Nam Việt Nam, nhưng Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã không chịu thi hành hiệp định. Vì vậy, cách mạng miền Nam muốn tiến lên thì phải dùng chiến tranh cách mạng để xóa bỏ công cụ của chủ nghĩa thực dân mới. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 diễn ra, quân giải phóng miền Nam cũng đã cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất mọi thương vong, tổn thất cho cả hai phía. Mặc dù lúc đó, phía bên kia họ tuyên truyền rằng một cuộc tắm máu chết chóc sẽ diễn ra ở Sài Gòn, nhưng điều đó đã không xảy ra. Trong thời gian này, một số công chức làm việc cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và người dân do bị bọn tay sai tuyên truyền, cũng như một số lý do cá nhân đã rời bỏ đất nước, di tản, sinh sống ở nước ngoài. Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, một số sĩ quan, binh sĩ trong quân đội và chính quyền Sài Gòn đã được trả về với gia đình sau khi được giáo dục, tuyên truyền với mong muốn họ thay đổi suy nghĩ, xóa bỏ những bất đồng, mặc cảm, có thể đóng góp cho công cuộc tái thiết đất nước. Một người sau khi ra nước ngoài vẫn mang tâm trạng người thất trận, hiểu sai, hiểu chưa hết chính sách hòa hợp dân tộc nên có những hoạt động không phù hợp với tình hình thực tiễn. Trong số họ, có người hiểu nhầm về đất nước, không có thông tin chính thống về đất nước mà chỉ nghe người này, người kia loan tin thất thiệt để kích động chia rẽ. Mặt khác, vẫn có một số người thể hiện rõ sự định kiến với chế độ, vẫn nuôi dưỡng tư tưởng hận thù dân tộc, chống phá đất nước. Mặc dù họ biết đất nước mình đã thay đổi, biết rất rõ tính nhân văn, nhân đạo trong chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam, nhưng vẫn cố tình phớt lờ sự thật để xuyên tạc. Chính những người này đã và đang phá hoại chính sách hòa hợp dân tộc, truyền thống đại đoàn kết dân tộc Việt Nam. Vậy mà còn quay ra nói phục quốc. Sự thật này đã phơi bày bản chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược. Chiến tranh đã kết thúc vậy nhưng vẫn còn những định kiến làm cản trở sự phát triển của đất nước.